Mercedes-Benz CLS là mẫu cúp 4 cửa đình đám của thương hiệu ngôi sao ba cánh. Tại Việt Nam, xe cạnh tranh với những đối thủ như BMW 6 Series hay Audi A7. Tuy nhiên, những mẫu xe trên lại có giá khá cao tại thời điểm ra mắt và trở thành hàng hiếm trên thị trường ô tô đã qua sử dụng hiện nay. Tuy đã trải qua 15 năm, chiếc Mercedes-Benz CLS 500 vẫn được nhiều người đánh giá cao về mặt thiết kế. Chóa đèn trước của xe đã có dấu hiệu mờ đi theo thời gian. Bộ mâm thiết kế hình ngôi sao 5 cánh, kích thước 18 inch tiêu chuẩn vẫn sáng bóng. Mercedes-Benz CLS 500 2006 được trang bị động cơ V8, dung tích 5.0 lít, đi kèm với hộp số tự động 7 cấp sản sinh công suất 306 mã lực và mô men xoắn cực đại 460 Nm. Thông số trên có phần thua thiệt so với đối thủ BMW 650 E-Coupe 2006, với công suất 360 mã lực và mô men xoắn cực đại 488 Nm. Khoang nội thất của chiếc Mercedes-Benz CLS 500 2006 cho thấy sự xuống cấp ở da bọc vô lăng. Bù lại, hàng ghế da màu đỏ vẫn cho cảm quan tốt về mặt chất lượng. Các chi tiết ốp gỗ trên táp lo, vô lăng và cửa vẫn cho thấy sự bền bỉ theo năm tháng. Những trang bị tiện nghi tiêu biểu trên xe có thể kể tới như ghế bọc da chỉnh điện 10 hướng, nhớ vị trí, tích hợp sưởi ấm. Mercedes-Benz CLS 500 sở hữu dàn âm thanh Harman Kardon với đầu ra 13 loa. Trang bị an toàn tiêu biểu trên xe có thể kể tới như hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử, hỗ trợ phanh khẩn cấp, giám sát áp suất lốp, 12 túi khí. Chiếc Mercedes-Benz CLS 500 2006 đang được chào bán với giá 430 triệu đồng, rẻ hơn tới 110 triệu so với mẫu Toyota Vios 1.5 e-CVT thế hệ mới. Với kiểu dáng thu hút, động cơ mạnh mẽ, cộng thêm mức giá có phần dễ tiếp cận, chiếc Mercedes-Benz CLS 500 hiện lọt vào mắt xanh của rất nhiều người chơi xe sang cũ tại thị trường Việt Nam.